bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Móc Len của Su Su. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bé nấm đội nón Noel như thế này nha. Các bạn có thể dùng làm móc khóa cũng khá là ok. Và bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết nhé. Nguyên liệu ở đây mình sử dụng là len miêu cotton gồm 2 màu như hình, kim móc 2.5mm, 2 chiếc mắt size 4mm và một ít bông gòn. Đầu tiên mình sử dụng len màu đỏ để làm phần nón. Các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi bính. Móc vào trong vòng tròn 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6. Sau khi móc xong 6 mũi đơn, sẽ dùng tay kéo khít vòng tròn lại. Vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ nhất như thế này. Bắt đầu móc lên hàng thứ hai. Ở đây mình sẽ móc kết hàng nha. Các bạn sẽ móc vào vị trí chân mũi đầu tiên này một mũi trượt để kết hàng. Dùng tay kéo chặt lại để chỗ kết hàng được đẹp. Sau đó móc lên một mũi bính để móc hàng thứ hai. Tại chính chân mũi vừa lên bính này, móc vào đây một mũi móc đơn. Dùng ghim đánh dấu vào chân mũi đầu tiên. Chân mũi thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi móc đơn, lặp lại cho đến cuối hàng. Tổng chúng ta sẽ móc 6 mũi nha. Bắt đầu móc mũi móc đơn thứ 3. Mũi móc đơn thứ 4. Mũi móc đơn thứ 5. Và cuối cùng là mũi móc đơn thứ 6. Vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 2. Các bạn sẽ cắt ngắn sợi len thừa này đi. Móc xong hàng thứ 2 như thế này, chúng ta bắt đầu móc lên hàng thứ 3 nha. Ở đây các bạn vẫn móc kết hàng tương tự như vừa rồi, móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt. Sau đó móc lên một mũi bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai cũng móc một mũi đơn. Chân mũi thứ ba sẽ móc hai mũi đơn trung chân, hay còn gọi là mũi tăng nha. Từ bây giờ mình sẽ gọi hai mũi đơn trung chân là mũi tăng. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm hai đơn và một tăng, lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ ba, móc lên hàng thứ tư. Các bạn vẫn móc kết hàng như bình thường. Móc lên một mũi bính để móc hàng thứ tư. Tại chính chân mũi vừa lên bính này, móc vào đây một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi đơn. Chân mũi thứ ba cũng móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn, lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ tư, móc lên hàng thứ năm. Móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Sau đó móc lên một mũi bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi tăng, tức là chúng ta sẽ móc vào chân mũi này hai mũi đơn trung chân nha. 1 2. Đó,
Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm một đơn và một tăng lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ 5, móc lên hàng thứ 6. Các bạn vẫn móc kết hàng vào chân mũi đầu tiên. Móc lên một mũi bính. Tại chính chân mũi vừa lên bính, móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai, móc một mũi đơn. Chân mũi thứ ba cũng móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ 6, móc lên hàng thứ 7. Tương tự vẫn móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Sau đó móc lên một mũi bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi tăng. Chân mũi thứ ba móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc tản mũi theo cụm một đơn, một tăng và một đơn lặp lại cho đến cuối hàng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cụm thứ hai nha. Cụm thứ hai thì chân mũi tiếp theo này sẽ móc một mũi đơn. Chân mũi kế bên móc một mũi tăng. Và chân mũi kế tiếp móc một mũi đơn. Vậy là chúng ta đã xong cụm thứ hai, một đơn, một tăng và một đơn. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nha. Kết thúc hàng thứ 7, móc lên hàng thứ 8. Móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Sau đó móc lên một mũi bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi đơn. Chân mũi thứ ba cũng móc một mũi đơn. Chân mũi thứ tư này móc vào đây một mũi tăng. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm 3 đơn và 1 tăng lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ 8, móc lên hàng thứ 9. Vẫn móc kết hàng vào chân mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. Móc lên một mũi bính để móc hàng thứ 9. Tại chân mũi vừa lên bính, móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi đơn. Chân mũi thứ ba móc một mũi tăng. Chân mũi thứ tư móc một mũi đơn. Và chân mũi thứ năm cũng móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc tản mũi theo cụm 2 đơn, 1 tăng và 2 đơn lặp lại cho đến cuối hàng nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cụm thứ hai. Hai chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. 1 2 Vị trí chân mũi kế tiếp này móc vào đây một mũi tăng. Hai chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. 1 2
Vậy là chúng ta đã móc xong cụm thứ hai, bao gồm hai đơn, một tăng và hai đơn. Các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy cho đến cuối hàng nhé. Kết thúc hàng thứ 9, bắt đầu móc lên hàng thứ 10. Các bạn vẫn móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Sau đó móc lên một mũi bính. Ở hàng này các bạn để ý nha. Chúng ta sẽ chỉ móc ở cạnh ngoài của chân mũi hay còn gọi là mũi FLO nha. Đó, cạnh ngoài của chân mũi như thế này thì các bạn sẽ móc nha. Tại cạnh ngoài của chân mũi vừa lên bính, móc vào đây một mũi đơn. Cạnh ngoài chân mũi thứ hai, móc một mũi đơn. Cạnh ngoài chân mũi thứ ba, móc một mũi đơn. Cạnh ngoài chân mũi thứ tư, móc một mũi tăng. Ở hàng này các bạn sẽ móc ở cạnh ngoài của chân mũi theo cụm 3 đơn và 1 tăng, lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ 10, móc lên hàng 11. Đến đây các bạn sẽ dừng lại, kéo len lên và chúng ta sẽ đưa kim móc vào vị trí chân mũi này để đổi qua len màu trắng nha. Các bạn sẽ lấy sợi len màu trắng này qua. Các bạn sẽ móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Chúng ta sẽ kéo sợi len màu đỏ này xuống. Đây là cách đổi màu len nha. Tiếp theo sẽ móc lên một bính. Các bạn sẽ cắt ngắn cái sợi len màu đỏ này đi. Vừa móc sẽ vừa nẹp sợi len màu trắng này vào để giấu đi nha. Tại chân mũi vừa lên bính, móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc vào cả chân mũi nha. Chân mũi thứ hai cũng móc một mũi đơn. Chân mũi thứ ba này các bạn sẽ móc vào đây một mũi tăng. Chân mũi thứ tư móc một mũi đơn. Và chân mũi thứ năm cũng móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm 2 đơn, 1 tăng và 2 đơn, lặp lại cho đến cuối hàng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cụm thứ hai nha. Hai chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. 1 2 Vị trí chân mũi kế tiếp này móc vào đây một mũi tăng. Hai chân mũi tiếp, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. 1 2 Vậy là chúng ta đã móc xong cụm thứ hai, hai đơn, một tăng và hai đơn. Các bạn sẽ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nhé. Kết thúc hàng 11 cũng là xong phần nón. Móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Sau đó tiến hành cắt len. Đưa kim móc vào chính chân mũi trượt để kéo sợi len màu trắng này ra phía sau. Đến đây các bạn sẽ sử dụng kim khâu len để giấu hai đoạn len thừa này đi nha.
Vậy là đã xong phần thân của chiếc nón như thế này. Tiếp theo mình sẽ sử dụng len màu trắng để làm quả bom bom nha. Các bạn sẽ gập sợi len thành mấy đoạn như thế này nha. Sau đó sử dụng một sợi len khác để thắt chặt đoạn giữa của mấy đoạn này lại. Sau đó dùng kéo để cắt tạo hình quả bom bom. Sử dụng kim khâu len để khâu cố định quả bom bom vào đỉnh của chiếc nón. Chúng ta sẽ khâu trực tiếp vào cái vòng tròn ma thuật này, đó. Sau đó các bạn sẽ khâu qua khâu lại mấy vòng cho chắc nha. Khi cảm thấy chắc chắn rồi thì các bạn sẽ thắt nút hai sợi len này lại ở phía trong. Và dùng kim để giấu len thừa đi nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chiếc nón. Tiếp theo mình sử dụng len màu trắng để làm phần thân nấm. Ở đây các bạn sẽ móc trực tiếp vào phần nón nha. Chúng ta sẽ xác định vị trí kết hàng. Đây là cái hàng kết hàng, thì các bạn sẽ móc vào chân mũi đầu tiên ở cái hàng bên trong này nha. Sau khi móc xong hàng FLO của hàng thứ 10, thì chúng ta sẽ thừa một cạnh chân mũi lồi lên như thế này. Đây là mũi BLO nha. Các bạn sẽ móc vào những cái chân mũi lồi lên như thế này nha. Đó. Đưa kim vào chân mũi đầu tiên và lấy sợi len màu trắng qua. Móc lên một mũi bính. Tại chính chân mũi vừa lên bính, móc một mũi đơn. Dùng kim đánh dấu vào vị trí chân mũi đầu tiên. Chân mũi thứ hai cũng móc một mũi đơn. Chân mũi thứ 3 móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn, lặp lại cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ nhất của phần thân như thế này, chúng ta bắt đầu móc lên hàng thứ hai nha. Các bạn sẽ móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Sau đó móc lên một mũi bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi đơn. Chân mũi thứ ba cũng móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn, lặp lại cho đến cuối hàng. Từ hàng thứ hai đến hàng thứ ba các bạn sẽ móc tương tự nha. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ 3. Kết thúc hàng thứ 3, móc lên hàng thứ 4. Vẫn móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Móc lên một mũi bính. 7 chân mũi đầu tiên, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7
Sau khi móc xong 7 mũi đơn như thế này, vị trí chân mũi thứ 8 này các bạn sẽ móc vào đây một mũi hạt bắp nha. Cách móc là chúng ta sẽ lấy len đưa qua chân mũi, kéo len lên. Lấy len đưa qua hai vòng len trên chân kim giữ nguyên. Các bạn sẽ lấy tổng 4 lần len nha. Xong lần thứ 2. Xong lần thứ 3. Xong lần thứ tư. Sau khi đếm đủ 5 vòng len trên chân kim như thế này thì sẽ lấy len và đưa qua hết 5 vòng len này. Vậy là chúng ta đã móc xong một mũi hạt bắp nha. 8 chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. Một, các bạn sẽ dùng tay để đẩy mũi bắp này lên cho nó lộ ra ngoài nha. Đó. Tiếp tục móc mũi đơn thứ hai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi móc xong 8 mũi đơn, vị trí chân mũi kế tiếp này cũng móc vào đây một mũi bắp tương tự như vừa rồi nha. Chúng ta sẽ lấy len 4 lần. Lần 1. Lần 2. Lần 3. Lần 4. Đếm đủ 5 vòng len trên chân kim như thế này thì sẽ lấy len và đưa qua hết 5 vòng len này là xong mũi hạt bắp nha. Còn 7 chân mũi cuối cùng, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. Một. Hai. Ba. Kết thúc hàng thứ tư, bắt đầu móc lên hàng thứ năm. Móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Móc lên một mũi bính. Tại chân mũi vừa lên bính, móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi đơn. Chân mũi thứ ba cũng móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn, lặp lại cho đến cuối hàng. Từ hàng thứ 5 đến hàng thứ 6 các bạn sẽ móc tương tự. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ 6. Kết thúc hàng thứ 6, móc lên hàng thứ 7. Vẫn móc kết hàng như bình thường. Móc lên một mũi bính. 9 chân mũi đầu tiên, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau khi móc xong 9 mũi đơn, vị trí chân mũi thứ 10 này, các bạn sẽ móc vào đây một mũi hạt bắp. Lấy len 4 lần. 1 lần. 2 lần. 3 lần. 4 lần. Sau khi đếm đủ 5 vòng len trên chân kim thì sẽ lấy len và đưa qua hết 5 vòng len này là xong một mũi hạt bắp nha. 5 chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5.
móc xong 5 mũi đơn. Vị trí chân mũi tiếp theo này sẽ móc vào đây một mũi hạt bắp. Các bạn sẽ lấy len tổng 4 lần. 1 lần. 2 lần. 3 lần. 4 lần. Đếm đủ 5 vòng len trên chân kim thì sẽ lấy len và đưa qua hết 5 vòng len này là xong mũi hạt bắp nha. Tiếp theo còn 8 chân mũi cuối cùng, các bạn sẽ móc vào đây mỗi chân mũi một mũi đơn. 1 2 3 Kết thúc hàng thứ 7, móc lên hàng thứ 8. Ở đây các bạn vẫn móc kết hàng vào chân mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. Móc lên một mũi bính. Tại chân mũi đầu tiên sẽ móc một mũi giảm ẩn. Mũi giảm ẩn là chúng ta sẽ lấy hai cạnh ngoài của hai chân mũi liên tiếp. Lấy len qua và móc một mũi đơn như bình thường. Vậy là chúng ta đã xong một mũi giảm đầu tiên nha. Chân mũi kế bên cũng móc một mũi giảm ẩn. Ở hàng này các bạn sẽ móc toàn bộ là mũi giảm ẩn nha. Chúng ta sẽ móc tổng 12 mũi giảm. Kết thúc hàng thứ 8, các bạn sẽ dừng lại, tháo ghim ra và kéo len lên. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành nhồi bông gòn nha. Các bạn sẽ nhồi và chừa lại một đoạn trên này của phần nón là không nhồi, để lát nữa chúng ta sẽ gập lại nha. Đó, các bạn chỉ nhồi ở phần thân và phần dưới của nón. Sau khi nhồi bông gòn xong thì chúng ta sẽ được phần thân nấm như thế này. Các bạn sẽ tiến hành móc lên hàng thứ 9. Móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Sau đó móc lên một bính. Ở hàng này các bạn cũng móc toàn bộ là mũi giảm, chúng ta sẽ móc tổng 6 mũi giảm. Một. Hai. Kết thúc hàng thứ 9 cũng là xong phần thân nấm. Các bạn sẽ móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Sau đó tiến hành cắt len. Sử dụng kim khâu len để giấu đoạn len thừa này đi. Vậy là đã xong phần thân nấm. Tiếp theo sử dụng len màu đỏ để khâu gập đoạn nón lại nha. Đây các bạn sẽ gập đoạn nón lại như thế này. Đó. Các bạn sẽ khâu như trong video mình hướng dẫn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ xác định vị trí để dán hai mắt. Ở đây các bạn sẽ gióng đây là điểm đầu của phần tay.
thì chúng ta sẽ gióng xuống một hàng, dán mắt ở dưới một hàng như thế này nhá. Đây, hai vị trí này sẽ là hai vị trí dán mắt. Các bạn sẽ sử dụng keo nến để dán. Hai mắt sẽ cách nhau 4 chân mũi. Tiếp theo sẽ sử dụng phấn má hồng để đánh má hồng cho bạn nấm. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bạn nấm Noel rất là xinh xắn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!